Đồng Muối Sa Huỳnh, nằm cạnh quốc lộ 1A, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi sản xuất muối lớn nhất ở khu vực Nam Trung Bộ và cũng là cánh đồng muối được một tờ báo của Anh Quốc bình chọn là một trong 15 cảnh hoàng hôn ngoạn mục nhất trên trái đất. Vì vậy, ngoài sản xuất muối, cung cấp cho thị trường hơn 6.000 tấn muối mỗi năm, thì nơi đây cũng trở thành địa điểm du lịch cho du khách trong nước cũng như quốc tế đến tham quan. Muối Sa Huỳnh được nhiều người đánh giá là loại muối ngon ở Việt Nam, ăn không bị mặn chát, mà có vị mặn pha lẫn vị ngọt, với đặc điểm là hạt to, màu trắng đục. Vậy nhưng, có một điều đáng buồn cho những diêm dân Sa Huỳnh là, giá muối năm nay đang rất rẻ, khi đầu vụ mùa, giá một bao muối 50kg chỉ bán được 40.000 đồng, tức là 800 đồng 1kg. Hiện nay, khi miền Trung đã có những cơn mưa dông đầu tiên, việc sản xuất muối không thuận lợi, nên giá muối tăng thêm được 10.000 đồng, lên 50.000 đồng một bao 50kg. Giá muối quá rẻ, nên nhiều gia đình chỉ bán một phần muối, để giải quyết những khó khăn kinh tế trước mắt, phần còn lại, họ quyết định trữ lại với hy vọng giá sẽ tăng cao hơn. Hôm bữa trước là còn 40 mấy, mới mưa mới lên á. Mới mưa đây, mưa mấy lần này mới lên được 50 lạng, chứ còn mấy bữa có 40. Bắt đầu mùa là 60, rồi cái bắt đầu nó hở xuống. Họ xuống cái cầu 50 là chọc cái đầu gọi là nó còn 40 cái trận mưa xuống đầu lên 50 để thứ kê 50 ký. Bây giờ hiện tại bây giờ là được 100 tấm cái tấm hành ký 100 tấm, còn để là 100 đó, bón được 100 rồi, bón mình lấy tiền là được 100 rồi, còn để là 100 thì bón hầu có được đó thì bón 60 ngàn một tấm vậy đó, 60 ngàn một tấm 50 ký đủ không đủ về của mình thôi, chứ bây giờ mình có đủ mình không đủ về cho họ mua nhiêu đâu, mình không bán tiền thì lấy gì mình ăn. Thấp chi hầu năm à, năm vừa đầu là 2.000, năm vừa đầu năm ngoái 2.000, năm nay có 1.000 này, cũng thấp quá người ta để lại. Thấy nó mới đó nên họ nhiều quá đó, người ta để lại thì mới 60 mà bây giờ họ nó còn có 4 rồi nên nó để lại thì nó đi dành, kiểu như dọn đi dành lên gió vậy đó. Thì bây giờ nó lại được, nếu ấy là nó lại được 10 ngàn rồi đó, nó bán có 40, bây giờ nó 50 nó lại được 10 ngàn rồi đó, rồi lặng lặng nó lên nữa. Nếu mà trời mưa đây, nếu mà mưa miếng không có muối thì nó lên 60, cái đó thôi lời chứ, thôi để thì tất nhiên phải lời, nó mua thôi, mua trữ đóng bự bự á. Đồng Muối Sa Huỳnh có diện tích khoảng 105 hecta với hơn 500 gia đình sản xuất muối. Mỗi năm muối chỉ được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch, đây cũng là khoảng thời gian nắng nhất ở miền Trung. Và nếu thời tiết thuận lợi, tức không có mưa, thì cứ khoảng 3 ngày là sẽ có một lứa muối được thu hoạch. Công việc làm muối cũng khá vất vả, khi 5 giờ sáng mỗi ngày là người diêm dân đã có mặt ở ruộng muối, để tháo nước vào ruộng, rồi điều chỉnh lượng nước theo thủy triều, để ruộng có được độ mặn đạt chuẩn, như vậy thì mới có sản phẩm để thu hoạch. Thì theo con à, thì theo ông trời à, làm thuốc trời mà, thì ông mưa là mình nghỉ. Muối là ông mưa mình nghỉ, ông nén rầm làm. Trời biết là chứ, cứ bò lần, bò ngày còn lần, bò ngày còn lần. Trời nén rồi ra mà trời mưa gì nha. Được giờ tôi đi xuống kênh, ngủ lửa vân vân. Không biết sao chứ, không ngày nào mà không rõ đó. Không nghĩ ngày nào có mưa mới nghỉ hả? Trời kênh nước, kênh non, đủ chứ chứ. Do nó bốc thì hơi sao được hả? Có mình làm nó có hơi chứ. Có mình làm cho nó có hơi. Do muối gì nhiệt, nước dày. Nước dày là sao có muối? Đó bỗng là có mình khó vô. Còn nước là tượng lên tượng xuống rồi chứ, trò lên trò xuống, khổ lắm chứ thầy, mà hộp nước nó càng thẳng, mà nó dễ lên đây. Cánh đồng muối Sa Huỳnh được hình thành ít nhất cũng đã 200 năm nay, nên đã có nhiều thế hệ tiếp nối trên cánh đồng này, và nó đã trở thành nghề truyền thống đặc trưng ở nơi đây. Nhưng có một điều đáng buồn là, dù muối Sa Huỳnh khá nổi tiếng, được nhiều người dân ưa dùng, nhưng giá muối nhiều thời điểm xuống rất rẻ, có lúc chỉ còn 500 đồng một ký,
lúc nào cao nhất cũng chỉ được 4.000 đồng một ký, khiến cho đời sống kinh tế của diêm dân không được ổn định. Mặc dù làm muối không tốn nhiều tiền đầu tư, nhưng với thu nhập từ nghề làm muối, những diêm dân nơi đây không thể nuôi nổi gia đình. Vì vậy, hiện nay, chỉ có những người lớn tuổi mới tiếp tục với nghề này, còn những thế hệ tuổi từ 40 trở xuống, họ phải tha hương đi làm thuê, hoặc nếu ở quê thì cũng làm công việc khác để kiếm sống và phụ giúp gia đình trong những ngày tháng ruộng muối ngừng hoạt động do thời tiết. Khó chứ, làm đủ chi phí đâu mà không có. Làm đâu đủ. Biết rõ hôm nay mưa miết này đâu làm được. Mình ta không bán đĩa, mình ta đĩa lại. Mình ta đĩa lại thử lên không á. Nhờ cô cũng khó chứ, cô làm cũng có đĩa. Có đĩa mà ít chè. Tại vì bán hết trơn rồi lấy tiền mình chi phí như vậy đó. Chứ còn đĩa ít lắm. Khắp cho em sao đủ được. Nhưng mà điều bây giờ mình lấy cái mình ấy trên đây rồi mình mua chỗ khác vậy đó, mình làm chỗ khác cái chuyện công chuyện khác nữa đó, thì mình chi phí thì đủ, nhưng mình có công chuyện gì mình làm nữa thì đủ chứ, mà nếu mà muối không đủ. Thôi cũng như người ta làm cứ ô vậy nè, cứ một thì theo người thế nên nó nhiều, người ta ở nhà nó nhiều người thì nó làm nhiều, mà ít thì nó làm ít. Thì đó con người vài chục triệu, con người 10 triệu, con người 5-7 triệu, nhưng nó nghĩ ít nữa thì theo bả nhà bả tàu là không còn từ năm sao con bả là bỏ rồi, cũng không chịu năm còn năm thôi, có mười mấy triệu mà, có mười mấy triệu mà à. Để nói vậy mới làm thêm cho con cô nó đi làm thêm, cái cô ở nhà cô làm ở đây chứ. Làm 7 rồi, con mình nó đi làm chứ mình đâu đi làm, con mình nó làm kia, làm nhỏ, đúng tốt văn văn. Đi làm mướn mà, mình thuê ai kêu gì đi làm mấy. Trẻ đó nó đi làm trong chuyện khác chứ nó điên, nó làm vậy. Nó làm vậy chơi cho nó khổ nó. Đó là tới một ca, mình một ca ngon là 50 ký. Còn 50 ký á, bây giờ có nam có chụp gì đó. Không có một cái gì lửa gì đâu, lửa công thôi chứ không có lửa kỹ gì, còn không lửa gì đâu, lửa công, mình công cái gì cũng mình làm không có mình bỏ, vậy đó, ừ. Đó đâu nè, thấp nhất là cái giá đây nè, giá bên Nam có chục đó, thấp nhất đó, không biết đâu, cái người mua nó làm cho cô không biết, chịu, cái đó cô chịu ạ. Mình cứ cũng tạm thiệt chứ tôi không giàu gì lắm, theo suất con à, người theo ruộng, người mấy chục miếng vậy nè, người mấy chục ô vuông nè, người bốn ô, người bảy ô, người mười ô, tùy theo tùy suất nè, suất lên chia suất mà, cô bốn ô đây, cô kể là mười mấy trắng, con à tôi trắng là tôi có một cầu là trăm ngàn, một cầu là bao một trăm ký á, một trăm ngàn. Đủ ăn gì đâu, làm đủ người đó, nhiều lắm, tới vừa cầu là nhiều người, còn tới qua nước là nhiều, làm thì ít người, mà đủ thì lại vui lên nè. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại tỉnh Quảng Ngãi.